Xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay tiếp tục theo cầu của quý vị khán giả, Leo sẽ hướng dẫn bài nhảy bachata say đắm phiên bản Lemanto Boliviano. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Tiếp, mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Thì trong bài nhảy này chúng ta sẽ chỉ đi theo một hướng. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 tổ hợp chính và 1 tổ hợp chuyển loạn. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 3, sóng cơ thể. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 4, tiếp khúc. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cao chân 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp chuyển đoạn. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp chuyển đoạn mặt trước. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đoạn nhạc tác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ đến với tổ hợp đầu tiên. Dạ, tổ hợp đầu tiên thì chúng ta sẽ có bước bachata cơ bản, bước two step, bước sang ngang, được chưa? Kết hợp với cả tay chúng ta sẽ đưa theo chân và đưa lên, kết thúc ở nhịp 4. Bây giờ chân phải chúng ta bước sang này, hai tay chúng ta đưa từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Dạ, nào chúng ta cùng vào nhé. 2, 3, 1, 2, 3, được chưa? Thì các bạn trùng chân phải xuống 4, các bạn treo hông trái lên. Ok, rồi. Còn nếu chúng ta chưa làm treo hông được thì chúng ta chỉ đi đơn giản là 1, 2, 3, 4, trụm chân trái vào cạnh chân phải. Tiếp theo 5, 6, 7, 8, trụm chân phải vào cạnh chân trái, được chưa? Cái bước này chúng ta sẽ đúng với tất cả mọi hoàn cảnh nhé. Chúng ta sẽ đi full step nếu mà các bạn chưa sử dụng được hông. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hông nhé. Nào, chân phải bước này. 1, 2, 3 thì chúng ta tay phải đưa lên trên, tay trái chúng ta để dưới ngang phần hông. Chúng ta trùng 3, chúng ta trùng cái chân phải xuống, vào 4 chúng ta treo hông trái lên. Dạ. Tiếp theo, chuyển trụ sang bên chân trái, lại di chuyển về vị trí ban đầu. Bước và hai tay chúng ta lại làm ngược lại, đi từ phải sang trái, từ dưới lên trên sang bên này, đúng không ạ? Thì tay chúng ta đang ở tư thế này, đúng không? Thì chúng ta chuyển sang, tiếp tục 5, 6, 7, 8 thì các bạn treo hông lên. Dạ. Động tác này thì chúng ta sẽ làm 2 lần 8 nhịp. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chưa? Thì mới đầu thì các bạn làm chậm thôi, chưa? Cứ làm chậm để tay và chân và hông nó phải khớp với nhau. Là chúng ta sẽ có ba cái bộ phận này, tay này, chân này và hông này. Vì thế chúng ta hãy làm thật chậm thôi và gớp và ghép nó vào với nhau nhé. Còn nếu ai mà chúng ta chưa làm được và muốn làm cái động tác này thì các bạn hãy search cái bài mà kỹ thuật lắc hông cơ bản của Leo. Các tổng cộng có 4 bài, học xong 4 bài đó thì các bạn có thể làm động tác này. Tiếp theo, 2 câu 8 tiếp theo thì chúng ta động tác chân và hông giống y hệt, thay đổi động tác tay. Thì bây giờ thay vì tay đưa từ dưới lên trên này thì cả hai tay chúng ta đưa từ dưới lên trên, chưa ạ, và hạ xuống và mở ra thu về, được chưa ạ? Chân thì giống hệt nhá. Chân phải bước này, đếm 1 2 3 4 được chưa? Thì tay xuống dưới này và hông ta hất lên, đúng không? Tiếp theo 5 6 7 8 thì hông hất lên, được chưa? Thì kết hợp vào này sẽ đếm là 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Được chưa? Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp thứ hai. Tổ hợp thứ hai thì bây giờ chúng ta sẽ có là bước two step, nhưng mà chúng ta sẽ đi chéo 45 độ sang phía bên phải, sang phía bên trái, đi bước zigzag ấy, được chưa? Tay thì chúng ta vẫn làm tương tự giống như ở tổ hợp 1, được chưa? Thì bây giờ chúng ta cùng đi này, chân phải bước này, 1 2 3 4, được chưa? Ở đây thì khi mà chúng ta chụm cái chân trái này thì đồng thời cái hông của chúng ta xoay sang bên trái góc 45 độ luôn nhá. Ok, tiếp theo chúng ta đưa tiếp, hạ tay lại xuống lại đưa đi theo chân trái, đúng không? Tiếp theo 5 6 7 8, đúng không ạ? Ok. Nào, cùng vào nhé. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn nhớ đưa cái tay, cái chân và cái hông nó phải nhịp nhàng với nhau. Được chưa? Tiếp theo, đến đây chúng ta sẽ có là bước chân kép đưa sang ngang. Thì sẽ là chân bước ra, chân phải. Chúng ta dùng mũi chân đẩy sang phía bên phải này. Đẩy ra, chấm ra. 1, thu về, 2, 3. Được chưa? Và chúng ta thu chân trái vào cạnh chân phải và trụ mũi chân vào là 4. Thì các bạn ý này, đưa chân phải ra này, 1, 2, 3 thì chuyển trụ sang chân phải, được chưa? 4 thì trụ chân trái vào, tiếp tục 5, 6, 7, 8 thì thu về, được chưa? Kết hợp với tay này, tay thì chúng ta úp lòng bàn tay xuống và chúng ta mở từ trong ra ngoài, được chưa? Mở từ trong cơ thể ra ngoài, úp lòng bàn tay xuống nhá. Thì chân đưa ra thì ta mở này, 1, 2, 3, 4. Bây giờ chân đưa ra thì tay mở ra nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Ok, và đi về ta làm tác tương tự này. Tiếp tục đưa tay phải lên này, hai tay này, 2, 3, 2, 3, 4. Được chưa? Tiếp theo 5, 6, 7, 8. Được chưa? Về làm tác tương tự này, chân kép này. Tiếp tục 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn chú ý là chúng ta làm chân nhé. Làm chân phải thuộc ok đã thì chúng ta lắp tay vào thì nó sẽ thuận theo tự nhiên đi theo chân, được chưa? Chúng ta đừng tập tay vội mà tập. Bây giờ chúng ta sẽ ghép hai tổ hợp, chúng ta sẽ ghép tổ hợp 1 và tổ hợp 2 lại với nhau này. Sẽ được những bước như sau này. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Ok, tiếp theo sẽ đến với tổ hợp số 3 này. Tổ hợp số 3 thì bây giờ chúng ta thấy rằng là chân trái làm trụ chân phải mũi chân này, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt chân phải và chếch mũi chân này sang hướng bên phải này. Bây giờ chúng ta sẽ làm động tác sóng cơ thể, chưa, sóng xuôi và bắt đầu từ ngực, được chưa? Chúng ta sẽ làm một câu 8 ở phía bên phải và một câu 8 phía bên trái, được chưa? Chúng ta sẽ làm 3 lần sóng là câu 1 2 3 4 5 6, còn câu 7 8 thì chúng ta chuyển hướng, được chưa? Thì sẽ như sau này. Các bạn chú ý nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng sóng ngực này, làm sóng xuôi các bạn nhé. Cứ hai nhịp thì là một cái sóng, được chưa? Các mình sẽ đếm này, đầu tiên này. Đầu tiên là ngửa hai lòng bàn tay lên, được chưa? Và chúng ta sẽ đẩy sóng ra như này, được chưa? Sẽ đếm là 1 2 tiếp theo 3 4 5 6 và 7 8 thì chúng ta xoay sang phía bên trái, được không ạ? Thì khi các bạn làm liền vào sẽ thành như sau này: 2 3 1 2 3 4 5 6 và 7 8 chúng ta xoay sang trái đổi hướng, được chưa? Bên trái này các bạn làm tương tự như bên phải nhá. Lại đưa ngược lên 1 2
3, 4, 5, 6 và 7, 8 thì chúng ta lại trở lại hướng chính diện 12 giờ, đúng không ạ? Ok. Cái làm sóng này ấy, thực ra ấy, thì nếu mà chúng ta chưa làm được, người chúng ta chưa mềm dẻo ấy, thì các bạn cứ đứng tại chỗ và chúng ta đấy, chỉ đưa cái ngực lên thôi, đưa ngực lên thôi là ok, được chưa? Và nhớ làm đúng nhịp là được, chứ không cần là cứ phải làm thật là quằn quại, đúng không ạ? Ok. Đến câu 8 thứ 3 thì chúng ta đưa hai tay lên và chân đi bước single step ở dưới nhé. Sẽ đếm là 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì chúng ta chuyển tay xuống dưới. 7, 8 chuyển tay xuống dưới để chúng ta đưa tay ở phía dưới. Tiếp theo 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Ok. Mình kết hợp cả 4 câu 8 mình kết hợp lại. Nào cả 4 động tác vừa xong lại nhé nào. Đếm này sóng ngực này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp điệp khúc này, được chưa? Tổ hợp điệp khúc này thì động tác tương đối đơn giản, chúng ta sẽ có bước cha cha mở tiến, được chưa? Thì chúng ta mở tiến, thằng kia, tay phải ở dưới, tay trái ở trên, sang phía bên trái trước. Đó, mở sang bên trái, được chưa? Thì các bạn cứ mở cho mình thôi, đếm 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, được chưa? Tiếp theo đến động tác thứ hai của tổ hợp điệp khúc thì chúng ta sẽ có bước xoay tại chỗ này. Chân phải này, các bạn này, mũi chân này và chúng ta dậm tại chỗ và xoay trục cơ thể, được chưa? Thì chân phải dậm lại đếm 1, 2, 3, 4 thì tay phải ở trên, tay trái ôm eo ở dưới và chúng ta hất hông, được chưa? Tiếp theo trở về 5, 6, 7, 8. Tiếp tục 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Và từ câu 8 thứ 3, câu 8 thứ 4 thì chúng ta thay cái hất hông bằng cái chúng ta nâng đùi, được chưa? Thì chân phải dậm tiếp này, 3, 2, 3, 4 thì chúng ta nâng đùi chân lên, được chưa? Chúng ta nhấc cái chân lên, thay vì chúng ta hất hông, nhá. 4, được chưa? 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Thì tổ hợp điệp khúc là chỉ có hai động tác đó thôi, được chưa? Và sau tổ hợp điệp khúc này, các bạn lại lặp lại, đi lại từ tổ hợp đầu tiên, tổ hợp thứ hai, tổ hợp thứ ba, lặp lại tất cả các tổ hợp. Và sau đó chúng ta sẽ có một đoạn nhạc tác. Và chúng ta sẽ có một đoạn nhạc tác đi 4 lần 8 nhịp như sau này. Chúng ta sẽ dùng, đầu tiên là chúng ta sẽ có chân phải này, được chưa? Đưa vào hai tay chúng ta mở ngang ra, xòe lòng bàn tay ra và chúng ta mở cắt ngang ra ngực nhá. Thì chân phải bước lên đếm này, 1, thu về 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta sẽ có 4 bước chân cha tiến. Tiếp tục 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và thu về 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.